Tôi miếng á, hùng đen à. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Nó cũng phải tan và mình phải trở lại cái nhịp sống bình thường để mà mình còn lao động, để mà sinh sống thời gian dài ở phía trước. Những cái cuộc hội ngộ vừa qua mà ông ba với ông tư á, cho con cảm nhận á, thì đó là những cái cuộc sum họp rất là ý nghĩa. Dạ Mười Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối các anh em cùng với ông ba ở tại xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau. Ngày hôm nay thì cũng là một cái ngày khá là buồn người ha. Nhưng mà người ta nói rằng tiệc có bữa có họp thì ắt sẽ có tan, và bữa tiệc nào cũng phải tan để mà trở về cái nhịp sống cũ. Và giây phút đó thì Mười Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái giây phút chia tay giữa hai người bạn tri âm tri kỷ ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Mười Hồ. Cái cảm giác của người ở lại lúc nào nó cũng gọi là buồn hơn cái cảm giác của người đi hết á. Tại vì những ngày mà tiệc tùng xong thì ngôi nhà của mình lại trở lại vắng lặng rồi. Thì con muốn biết cái cảm giác của ông Tư ngày hôm nay như thế nào khi mà bạn tri kỷ của mình về lại quê xưa rồi. Thì ông Tư á, thiệt với mấy chú và cô bác, tuy rằng một đứa em kết nghĩa, nhưng mà nay tôi trở về quê hương cũ bên vợ tôi và bên con tôi, tôi rất hân hạnh. Bạn bè em Út nó cũng đưa tôi về tới nơi để mà chung sống với các con tôi, với cô bác xóm làng ở xóm. Nay á, em tôi về, tôi cũng rất hơi buồn chút, nhưng mà cũng vẫn vui bình thường. Anh em còn ngày gặp gỡ mà, đâu phải là chia tay lần này là vĩnh biệt nhau đâu. Đó, một là cái tuổi cao, hai là cái đoạn đường xa, muốn đi thì cũng khó, không phải là chuyện dễ đâu. Tất cả hơn 100 km mà như ba mà ngồi xe đò thì cũng rất là cực, mà đi thì cũng phải có chi phí, với lại cái số tiền mà dành dụm mà để mà nhập từ cái việc mà bán phế liệu thì nó khoảng 2-3 tháng trời nó mới đủ được 100 ngàn, mà đi lên đi xuống mất hơn 200 ngàn rồi. Thì đối với ông ba đó có nó có trắc trở không, hay là ông ba có hẹn ngày sẽ về lại Cà Mau với ông Tư không? Một ngày rồi đó là mình không có quyết định được, cũng như khoảng cách năm hay nửa năm gì đó, hay là 3-4 tháng đó, thời gian mà cũng như sẵn có ai mà xuống với thăm ông Tư đó, mình cũng cùng đi chung luôn, cho nó xuống thăm ổng rồi đó. Mình giờ chảnh cũng nói nào ai cũng nhớ ổng, về nhà có điện thoại buồn buồn của mình điện ổng hỏi thăm, bờ anh Tư ơi, thử này anh khỏe không, ăn uống làm sao được nhiều quá ít gì đó. Đó mình cũng nhờ cái điện thoại mà mấy chú mua cho, tôi rất cảm ơn, tôi cũng mừng. Rồi điện hỏi thăm này nọ cũng đỡ buồn chút. Giờ sử dụng điện thoại gành chưa chú ba? Dạ, cũng chưa gành được mấy nữa. Nhưng mà thật ra là như thế này nè, cái tuổi trẻ muốn đi sao cũng được, về sao cũng được. Cái tuổi già thật ra thì rất là lo lắng những người già. Bạn đôi khi ông Tư nói là bạn trong khi cùng trang lứa tuổi thì đã có người cũng đã không còn nữa rồi. Thì sợ nhất là những cái tuổi già như thế này gặp nhau thì nó đã khó. Mà khi một khi mà đã chia tay nhau á, thì nó lại gặp nhau nó còn tuổi già nó còn khó khăn hơn nữa. Phải 10 lần, gấp 10 lần như vậy so với tuổi của tụi con. Ví dụ như con muốn đi xuất Cà Mau con cũng ngại ngùng chứ, tại vì đường rất là xa. Nhưng mà cũng phải nói là hoàn cảnh ha. Nhưng mà cô chú anh chị đã góp ý vậy nè, ông ba nếu như mà ở trên đó không có người thân thì xuống đây có thể ở cùng với ông Tư để làm bầu bạn tri kỷ, thì ông ba sẽ nghĩ như thế nào? Chắc là đâu mình quen rồi đi, chơi xuống đây ở rồi chắc có đi chơi vài ngày được, ở luôn thì chắc là mình dù đó không hứa được rồi. Cũng dẫn chảnh mình đi đứng nọ nó quen rồi, cuộc sống đó, mình quen đó. Rồi xuống đây là nước là cái rồi đó, gặp cái khó khăn đó, mở luôn rồi không không.
Chị Cẩm Hường có nói với con á, nếu như mà ông ba ở thì chị Cẩm Hường coi như ông ba là cha của mình luôn. Thật ra thì ông ba ăn uống thì không có nhiều hết á. Nếu như mà ông ba chịu ở dưới này thì chị Cẩm Hường cũng có thể là giang tay là cho ông ba với ông Tư bầu bạn những khi về già như thế này. Thì ông ba sợ cái việc đi đứng hay là sợ làm phiền nhà chị Cẩm Hường? Việc đi đứng này nọ nó khó khăn này nọ, nên cái đó là mình cũng thấy cũng gặp khó khăn. Đi đứng này nọ khó khăn quá, mình đã trở nó quen rồi, chúng ta đi đứng này nọ cũng nó khó khăn này nọ. Cả ông ba còn chiến hữu nào không? Mất rồi, mất bạn rồi. Mất rồi. Còn chiến hữu khác không? Không, có ông này là duy nhất rồi. Duy nhất luôn á. Có ông này là duy nhất đó, ngoài ra không còn ông nào hết trơn. Người ta nói một câu là người buồn thì chẳng có vui đâu bao giờ. Khi mà bạn mình ở dưới này nè, mình về trên đó thậm chí là ông ba không có một cái radio, ông ba có thể khóc luôn á. Ừ. Đó, thì thật ra thì con, tụi con cũng hiểu. Khi mà tuổi cao rồi, thay đổi cái môi trường sống nó khó lắm. Tại vì những cái cảnh vật nó cũng đã quen hết rồi, những cái môi trường sông nước nó cũng đã quen rồi, mà muốn thay đổi được thì nó lại cực kỳ khó. Mà mọi người có ngỏ ý như vậy thì ông ba có thể suy nghĩ lại ở ông Tư những lúc cận kề như thế này cũng có vui, mà bạn đời mà tri kỷ mà à, sao ở không con, tụi con về trước nói cho về chứ đâu phải được. Ba muốn ở là nói vậy chứ không ở cũng phải chở ông ba về trên đó cho ông ba ở khoảng tuần lễ đi, hỏi xuống lại ông ba muốn đổi ý thì cũng được ha. Mà ông Tư chịu cho ông ba ở đây không? Cha nói thiệt con, cha một đứa em kết nghĩa, cha cũng buồn nhưng mà cũng rất vui, mong em về khi gây lại. Dạ. Cha giờ cũng thoải mái rồi, anh giờ hơi thoải mái chút rồi. Dạ. Em về sẽ nghỉ lại, rồi bố về sống với anh thì con của anh là em của con là của em đó. Dạ. Cũng sẵn sàng giang tay, thương cha bao nhiêu là thương chú mình bao nhiêu. Dạ. Đó, chứ không phải là một bên trọng và một bên khinh đó. Thì nếu như ông ba vậy thì ông Tư có sợ ông ba làm con mình nó lại thêm cái gánh nặng không? Ông Tư cũng sợ con mình gánh nặng nhưng mà không. Nói con gọi là chồng cha và chồng em của cha là anh của các con. Đó. Vậy mới tri kỷ chứ. Đó mới tri kỷ chi âm. Con mới là thật tâm thương anh con, tôi đó rõ ràng. Chị cô bác. Dạ chị Cẩm Hường nói cho cô bác anh chị biết, chị Cẩm Hường. Hôm qua chị ở trên xe chị nói với em sao á? Nói chung là từ cái ngày đầu tiên mà chú ba xuống đây là chị cũng đã có ý rồi, nói là thôi chú ba về chở chảnh thì cũng có mình thì thôi ở đây đi, con nuôi lo cho chú ba luôn, được bầu bạn với cha con, con lo cho chú ba luôn, nhưng mà chú ba không đồng ý. Rồi bây giờ sao hai ba người nói, ba bốn người nói, cả chục người cả ngàn người nói luôn, đồng ý chưa? Chú có thay đổi. Hay là bây giờ về trển coi cảnh vật khi xưa như thế nào rồi mai mốt ôm đồ xuống. Vậy đấy nữa, từ từ tôi mà mình phải nghĩ chứ, suy nghĩ thời gian rồi đóng đo nọ đó, quyết định ở mở cũng do cho tôi, phải không? Dạ đúng. Dưới nhìn xuống là bơ chiếc tạc xuống, phải không? Bơ chiếc tiền xuống á. Cái này chơi rất là dạ. Rất là dễ hòa đồng luôn. Ở xuống đây chú rất là thoải mái, chú cứ ăn, chú uống có xỉn thì chú ngã hàng chú ngủ. Nói chú có đôi bụng rồi chú tự lục cơm ăn à, chứ chú không phiền ai hết trơn á. Kiểu này là ông ba chơi tâm lý chiến chung Tư hay gì nữa. Thì bây giờ cảm ơn chú về dạ. Chẳng phải suy nghĩ tới nọ cái nắng đo nọ chứ. Dạ, thì chú cứ suy nghĩ đi, thì con đã nói ngay từ đầu rồi. Chú cứ về đây ở bầu bạn với cha con, chú có ăn uống gì nhiều đâu. Cái phần đó để chú về chẳng phải suy đi nghĩ lại mới được. Dạ, thì con cũng coi chú như cha vậy đó. Chơi nhớ bạn mà không khóc nha. chiều mà con xị rượu hú. Anh ơi bây giờ không có anh đâu, không ai bà bảo thôi ông ơi. Hôm qua là
có cái chị gửi cho chú 500 là con đưa cho chú hôm qua rồi đúng không? Có. Hôm nay có cái cô cũng ở thành phố là gửi cho chú 1 triệu. À, dạ. Chị em cái đó là này là tiền lộ phí á. Tiền ở tiền lộ phí. Đó để dành tới khi nào mà nhớ. Con ra ngoài mua vé xe hết 1 triệu luôn. Chú đi xuống thăm cha. Mà ơi. Dạ giờ chảnh chú gắng mua đồ ăn uống rồi nhiều vô nha cho khỏe rồi mới xuống đây thăm cha con được. Mai gửi tiền đó tôi không biết, là tôi cũng rất là cảm ơn trong thời gian tôi sống kinh tế nó gặp khó khăn mà đừng gì tôi quá mừng rồi đó. Để tòa án lương tâm sao rồi? Hả? Tòa án lương tâm sao rồi? Thật ra thì ông ba cứ suy nghĩ lại đi. Bạn của mình ở dưới này mà sống sông nước thì ông ba có thể với cùng với ông Tư hai người hai đầu chiếc xuồng. Người vớt dây chai, người giăng lưới. Vừa có cá mà vừa có tiền. Ừ, cảm ơn, cảm ơn. Nè coi, gái. Chú mua mà ấy rồi con. Cấm dẹp. Ê, mua tặng luôn hả? Mua hôm qua. Dẹp ơi. Mua ở đâu? Mua hôm qua người ta bán rồi. Đây cái bán ngang đây hả? Ừ. Mua sao không nói con? Hả? Sao không nói con người tặng cho con hả? Ờ. Vâng bà nha. Ờ, quên thôi. Trời, quên rồi thả xuống cho đi bộ luôn. Ờ, con cảm ơn chú ba nhiều. Mua đó hết nhiêu tiền ba? Ờ, 2 lít 35 ngàn. 35 ngàn. Ừ. Sao ông đem về trở anh đi chiều xương xương mà tặng cho chị Hường hết vậy? Ờ, mà để cho con cháu đi. Tôi ăn uống nhiều. Một ngày chén là dữ lắm rồi. Già mà ăn uống đâu được nhiều đâu. Cái bị đồ này là ông ba đem theo từ hồi lên giờ nè cô bác anh chị. Này được mấy bộ? Ba bộ. Ba bộ đồ. Ừ. Là hết tài sản đồ ở trên kia chưa? Hết tủ quần áo chưa? Còn cái đồ hết. Mai mốt sắp ra ly bận bận tí xíu ở lâu hơn. À, về suy nghĩ đi đừng khóc. Nói lời nào với bạn mình đi rồi ông cháu mình sẽ về lại Hậu Giang. Yeah. Nói chơi không khóc nha, khóc là giận đó. Ờ à, vậy anh Tư. Chào. Em lát em về Hậu Giang ha. Rồi, rồi em cũng chúc anh ở lại mạnh khỏe đầu năm vững năm rồi ăn uống cho nó đồng điệu sức khỏe nó dồi dào ha. Chứ thấy ông đại em thấy anh lên đây đó thấy cũng phải khỏe nhiều em cũng mừng đó. Chứ mình ở đi ghe riết nó đi à, anh treo cơ á ở đây bởi cái này treo cơ mà đi đứng cứ gặp khó khăn nữa. Anh cũng chúc em dạ bây giờ hồi trển á dạ thì em không có mấy điện thoại dạ thấy anh em mình chạm mặt nhau dạ bây giờ á em đi với anh về để nhà của con của anh dạ chung vui với anh mấy ngày anh cũng rất mừng dạ bây giờ chia tay em anh cũng hơi buồn nhưng mà không anh em mình còn nói chuyện được ừ cũng mặt cạnh mặt cho mấy người còn nhờ cái điện thoại mình nói chuyện qua lại cũng em cũng đỡ buồn chỗ đó nên từ với anh cũng cho hôn miếng á hôn mi cho ông ba hôn tư miếng á hôn 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 đen à không muốn khóc rồi mọi người. Thật ra ngày hôm nay á thì cái việc mà chia tay á thì còn lại là một người con nuôi nữa đó là anh Dương quê từ Đồng Tháp và nhưng mà hiện nay sinh sống và làm việc tại cơ sở massage ở của hội người khiếm thị ở ngay tại thành phố Bạc Liêu. Cũng đã theo dõi suốt cái hành trình của ông Tư từ ngày mà chị Hường lên nhìn nhận cha mình và đến cái ngày đoàn tụ của ngày hôm nay thì khoảng nói là hơn một tháng. Đâu đó thì anh Dương có sự đồng cảm nào đó mà chưa có thể nói lên được. Thì ngày hôm nay anh Dương có thể cảm nhận em về hai góc độ. Góc độ thứ nhất là của một người xem khán giả thì vì sao anh lại cảm mến ông Tư như vậy. Và góc độ thứ hai là vì sao anh lại muốn nhận ông Tư làm cha nuôi của mình. Xin chào tất cả các cô anh chị. Cái góc độ thứ nhất là giống như vừa hồi hỏi thì là cái người khán giả anh à, người khán giả thì đó là cái sự cảm phục người cha nuôi của mình đã lên đên trên sông nước một thời gian rất là dài và chống chọi này kia rồi phải đi vớt từng cái chai cái lon để mà kiếm sống qua ngày.
cái điều đó là rất là cảm phục. Có coi, có khi nào coi anh khóc không? Có những cái clip mà anh nằm rớt nước mắt hết chứ. Có những cái clip mà. Anh khóc vì cái cuộc sống của ông Tư 70 mấy tuổi rồi mà vẫn lên đên sông nước, hay anh khóc vì ông Tư không có người thân phụng dưỡng vào tuổi già? Em rất nước mắt vì có lẽ là hai cái luôn. Tại vì đã lớn tuổi mà lên đên trên sông nước thì rất là ấy. Thật sự ra thì đối với những cái người trẻ như mình mà lên đến sông nước mà còn mùa mưa mùa bão mà còn khó khăn thì không chi là những cái người mà lớn tuổi. Em mà họ đồng ý em nói không? Dạ. Yeah. Đó. Cái thứ hai nữa là sợ rồi ví dụ như mà cha không về đây thì sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào khi mà sống trên sông nước mà không có ai lo? Cha thì suy nghĩ nát cái lời. Nên cha mới là trở lại với hai con. Rồi nay cha được nhiều con nữa, cha rất vui mừng, còn hơn cha cầm cái dầm cha bơi. Còn cái góc độ, cái câu hỏi thứ hai mà vừa hỏi em là vì sao nhận ông Tư là cha nuôi, thì đó là một cái sự đồng cảm và thương một người cha như vậy, cho nên là mới quyết định là nhận cho nuôi để gắn kết với gia đình này. Rồi con cũng mất công chuyện, cha thì ở đây là cũng thoải mái rồi. Nhưng mà giờ bữa nay con nhận cha là cha, rồi bữa nay cha con mình chia tay, chuyện ai cũng phải lo rồi. Rồi con cảm thấy thương cha mức độ nào, rồi trao lại cho cha những lời nói nào, tự nguyện con. Dạ, yeah. Thì cho an tâm thì công việc của con thì con cũng phải lo, nhưng mà con cũng sẽ xếp thời gian là xuống đây để mà có thể thăm người cha bình thường hơn. Tuy là con không hứa là bao lâu con xuống một lần, nhưng mà ví dụ như một hai tháng gì đó hay là như thế nào đó. Rồi nếu như mà sau này có cái duyên là tôi muốn khiến con gắn bó ở đây thì con sẽ gắn bó ở đây để mà... Rồi, cha rất cảm ơn. Dạ. Ngày hôm nay thì quay trở về lại cái công việc chính của mình thì chỉ thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó chưa có thể hiện hết những cái tình cảm thân thiết, nhưng mà đâu đó thì mình sẽ giữ ở trong lòng để mà còn những cái liên lạc nhau qua điện thoại nữa, đúng không anh Dương? Dạ đúng rồi. Thì tí nữa thì em sẽ lấy cái số điện thoại của cha để có gì em sẽ gọi hỏi tham gia coi là tình hình sức khỏe như thế nào. Ngày hôm qua thì khi mà rước anh lên á, anh có rất là nhiều tâm sự về cái câu chuyện của những người mà không may bị khiếm thị như anh. Anh nói rằng anh có sáng tác một cái bài hát. Không, cái đó không phải là em sáng tác, mà dạ, là cái bài đó tôi đã có rồi. Nói về cái tâm tư của những nói người. Nói về tâm tư người khiếm thị thôi. Dạ. Chứ. Thì trước khi mà gửi Cà Mau về làm Bạc Liêu á, thì anh có thể hát cho ông Tư nghe một bài đó được không? Thì đó, bài đó là cũng như là anh nói là chia tay với cha nuôi để mà trở về Bạc Liêu. Dạ, rồi. Vậy thì xin gửi đến cha và cũng như tất cả các cô bác hàng xa và mọi người ở đây với bài hát được mang tên là Lời Người Khiếm Thị, nhưng mà lâu quá không hát rồi không biết có bị quên. Sẽ bắt đầu ha. Dạ, em mời anh. Mẹ sinh con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này,
còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày. Tình thương cho con cao quý hơn sóng dài. Mặt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không đường ánh sáng, chỉ toàn là bóng đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều. Mặt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng, chỉ toàn là bóng đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn sóng dài. Mặt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều. Mặt con bây giờ không thể nhìn được thầy cô. Tình thương cho con cao quý hơn sóng dài. Mặt con đã mù không thể nhìn được mẹ cha. Con yêu đuôi là cô bác Cần Kha. Thật ra khi mà nghe qua bài hát thì sự cảm xúc của con không thể nén và cầm lại được. Thật ra thì cái bài hát nó đủ nói lên hết những người mà sống một cái cuộc sống tăm tối. Không may thì anh Dương có kể như thế này nè cô bác anh chị. Gần lúc nhỏ anh bị bệnh ban. Thì sau đó thì lúc đó thì sốt ban đỏ anh Dương. Cũng không biết chị nghe kể lại thôi. Dạ thì từ nhỏ thì anh đã không còn thấy đường như mọi người nữa. Em có thể chia sẻ một cái đôi điều nhỏ như thế này được không? Là kính thưa tất cả cô bác anh chị, cô bác hàng xa và mọi người ở đây. Khi mà được 7-8 tuổi đó, thì mình hiếu động, mình phá cái này cái kia. Thậm chí là đập bể đồ trong nhà. Thì mình làm gì sao mình cũng bị la chứ. Mà sao người ta làm gì mình không biết. Cái mới hỏi mẹ với hỏi mọi người trong nhà. Ủa sao kỳ vậy, sao mà... Tức là mình không biết mình bị vậy. Sao kỳ vậy, sao mà ta làm cái gì sao cũng không biết, sao làm phá thì cũng bị la. Thì mọi người trong nhà mới nói là mắt con đã không thấy được, con không thấy được gì hết. Còn người ngoài thì người ta bình thường, người ta thấy cái này con làm, người ta cũng biết. Thì mình cảm thấy có một cảm giác rất là buồn, nhưng mà vẫn cố gắng. Và sau đó là mua cái chiếc radio để mà nghe. Thì nghe những cái hoàn cảnh khác, người ta cũng như mình, người ta tự đi học. Thì lúc đó là có cái sự quyết tâm là sẽ xin đi học chữ nổi và học cái này kia, để sau này có được công chuyện làm, để đi làm, không để gánh nặng cho gia đình. Mặc dù lúc đầu là gia đình không cho đi, nhưng mà nói bây giờ nếu mà cha mẹ không cho con đi, con cũng sẽ tìm cách con bỏ nhà con đi nữa. Đó là như vậy. Vì cái cuộc sống đúng không?
vì đúng không muốn làm gánh nặng, không muốn làm gánh nặng cho xã hội, cho gia đình của mình. Ngày xưa có nhiều người ở sớm người ta nói câu như thế này là mày không thấy đường sao, này chỉ có nước ăn xin thôi, nhưng mà bây giờ không ai dám nói câu đó đối với em cả. Vậy mấy người ở quê mà ta cái lối suy nghĩ người ta nó gọi là nó hơi lạc hậu. Thật ra là anh giống như là một người rất là nghị lực. Và anh thì nói riêng, tất cả cô bác quý anh chị ở trong cái cơ sở massage của mọi người quý vị nói chung là những người mà đã tự vượt lên cái số phận của mình, tự đưa mình không phải là một cái gánh nặng của xã hội, mà đôi khi người ta lại nhìn nhận anh á, người ta lại có hút vậy, người ta thấy được rằng là như anh cũng có thể làm được mọi thứ, thậm chí là mặc dù đôi mắt của anh nó không thấy đường nhưng mà tâm anh cũng rất là sáng. Anh đã có thể giúp cho nhiều người, chẳng hạn như là cha nè, đôi chân ngày hôm qua là đi không được, gọi là đi được nhưng mà nó vẫn còn một cái phần nào đó nó ở trong cái máu á, nó chưa lưu thông hết, thì anh cũng đã giúp cho ông Tư á khỏe hơn trong ngày hôm nay, và thậm chí là cả ông ba nữa, thì mới thấy tụi em cũng cần phải cố gắng nhiều hơn và học thêm anh về những cái ý chí vươn lên trong cái cuộc sống. Tôi cũng xin để ra thêm một vài câu cho cô bác gần xa. Trước tôi ở đầu đất là đuổi tôi đó, là cho tôi giờ dò cảm chân yếu, chỉ xuống ghe là chết thôi chứ không được là sống ở trên đời. Nhưng tôi quyết giải dụng, dù còn hai tay, hai giò thì nó hơi bại thiệt. Tôi cũng quyết chịu. Dù sao, ngày nay, giờ cô bác, ông bà, anh chị ở nơi khác mà góp kích cho tôi rất vui mừng, hân hạnh, chào mừng trong nước về được. Lại cũng cảm ơn. Ngày hôm nay á thì cũng là ngày chia tay. Người ta có nói rằng là cuộc vui nào nó cũng phải tàn, và mình phải trở lại cái nhịp sống bình thường để mà mình còn lao động, để mà sinh sống thời gian dài ở phía trước. Những cái cuộc hội ngộ vừa qua mà ông ba với ông Tư á, cho con cảm nhận á, thì đó là những cái cuộc sum họp rất là ý nghĩa. Và tụi con và cũng như là tất cả các cô bác quý anh chị á, thì cũng mong rằng thời gian tới thì ông Tư cố gắng giữ gìn sức khỏe bên con bên cháu của mình, và biết đâu ngày nào đó thì ông ba lại trở về lại đây để cùng với người bạn chí thân của mình sinh sống những cái tuổi già. Có thể là ban ngày mình sẽ xuống sông nước, mình sẽ thả lưới uống nước trà, hoặc là nhặt những cái chai phế liệu làm niềm vui trong cái cuộc sống ha. Chứ hai đứa cha rồi, cha cũng phải là cố gắng để chú kia rồi cha ơi. Dạ. Cha dùng cái kỷ niệm. Dạ. Đời vừa bơi cũng cái này vừa tập thể dục. Dạ. Đó, để cho cha có tự tưởng kính trọng cô bác gần cha và cô bác ở đây như thế nào đó. Dạ. Ngày hôm nay á thì anh em mình trở về lại Bạc Liêu, tụi em sẽ đưa anh về lại chỗ cơ sở mình làm, đưa ông ba về lại Hậu Giang. Thì cũng thay mặt cho các cô chú anh chị á, cũng đồng cảm về cái số phận của anh. Yeah. Thì em nghĩ rằng là anh sẽ làm được tất cả mọi thứ, làm được những gì mà người bình thường có thể làm được, và anh có thể làm giỏi hơn như vậy. Thậm chí là cảm nhận của em là như anh xô bóp bấm huyệt á, rất là hay. Mọi người, các anh em ở đây á, cũng có nhờ anh Dương á bấm huyệt, và mọi người thấy rất là kiểu máu mình đã được lưu thông, nó giúp cho người ta thêm một cái sức khỏe rất tốt. Và hôm nay thì em đến đây thay mặt cho chú Ken Vinh Trần ở Mỹ á. Yeah. Gửi cho anh phần quà nhỏ với giá tiền là 1 triệu đồng để anh có thể mưu sinh trong thời gian sắp tới. Yeah, ha. Xin cảm ơn, cùng cảm ơn chú Ken Vinh Trần ở Mỹ, và xin cảm ơn tất cả cô anh chị. Bài hát của anh làm cho chắc có thể là cô chú anh chị mà khi mà xem được đoạn clip này có thể gửi lại luôn á. Và bản thân của Đạt, Đạt nó muốn khóc luôn rồi kìa. Sao Đạt? Thấy anh nghe cái anh ca cái bài hát mà cái lời mà mọi người đều nhìn thấy cha mẹ, còn mình chỉ nhìn thấy trong tâm tối á, cảm nhận nó muốn rơi lại luôn.
Rồi thôi, chắc có lẽ là cha hay là anh Dương hay là ba sẽ nói lời để mình kết thúc ha. Thôi, tôi xin kính chào cô bác, chào cha, chào các chú. Đây, xin cho con trai. Để là kỷ niệm của cô bác, tôi rất kính trọng. Ngày nay tôi được về chung sống với con và cũng được nhiều với con. Thứ hai nè. Đó. Cảm ơn chị. Tôi cũng rất vui mừng. Đó. Không còn cái mừng chỗ nào hơn cái đầu óc của tôi được. Đó. Chị hai lời xin chúc cho con về cũng ráng cố tâm rồi tâm trí của mình cái những thay đầu đó con cố gắng cứu người để giúp cho người đó thì con cũng chồng con dữ lắm chứ không phải cha bố gây con đâu luôn luôn lúc nào đầu óc cha cũng nhớ các con hết trơn đó xin kính chào cô bác. Kìa con chị Hường đưa lì xì cho con trai kìa. Con trai kìa cha. Trai cầm quay. Trai cầm quay à. Quên quên lì xì lắm. Dạ. Rồi. Đây cha. Dạ. Chúa về cổ cô bác. Dạ đúng rồi. Để đưa tặng ra cha. Dạ. Cha giờ đưa lại cho con. Hôm nay lì xì cho con trai Út cha bỏ túi. Dạ. À. San sẻ yêu thương mà. À. Hả? À. Dạ, em nhận đi, của cha lì xì cho em đó em nhận. Cái này gọi là chị Hương với lại chị Cẩm Hương với ông Tư muốn san sẻ yêu thương. Nhưng... cảm ơn cha, cảm ơn chị hai. Rồi, cha cảm ơn. Lòng con thương cha. Ôi, bây giờ cũng tí xíu lên chia tay, cảm ơn chị Cẩm Hương những ngày qua đã nghĩ cái công ăn việc làm của mình để mà có thể cho mọi người những cái bữa tiệc thật là vui ha. Cũng đã vất vả nhiều rồi, cũng phải trở về lại cái cuộc sống chị cũng phải đi đi làm để thôi Đồng Tháp xuống ngoài cái phiền quá. Em cũng cảm ơn chị luôn. Rồi xin chào các bạn của bác chị sao. Chị nhá. Mấy ngày qua rất là vui chứ khi mấy đứa em về rồi chị lại buồn nữa.